chào buổi sáng tất cả mọi người. Mình là Huy Chí Banda đây. Hôm nay mình tới thành phố Cao Lãnh để tham gia cái giải chạy đất sen hồng 21 km nha mọi người. Sáng sớm lúc này là khoảng 4 giờ. Thời tiết cũng khá là đẹp mọi người. Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Sáng nay hơn 5.100 vận động viên đã bước vào tranh tài giải marathon đất sen hồng năm 2023 Cup Master Ride Home, tạo nên không khí sôi động cho nhiều tuyến đường ở tỉnh Đồng Tháp. Đáng lý ra là phải có em nữa, em Gin nữa, nhưng mà hôm nay em Gin bệnh rồi, cho nên là hôm nay chỉ có hai chú cháu chạy thôi. Thực ra thì để mình lưu lại kỷ niệm. Are you ready? Vâng, xin cảm ơn các anh chị. Các anh chị đã sẵn sàng chưa ạ? Are you ready? Ok, cùng đếm ngược nào. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu! Đang chạy nha, gửi lại làm cái clip này gửi lại cho MC Liên nha. Để phải cố gắng chạy chứ để không thôi bị Liên nó cho xe hốt nha. Quá trời MC mà đội toàn là xe hốt với xe dí không à. Quá trời quá đất. Hồ nước của Đồng Tháp nè. Tình hình là thời tiết rất là ổn nha. Tầm khoảng tầm phía trước 7 giờ không thôi rồi. Trời hầm đấy. Dạ. Vô tới cầu Thành Trung rồi. Ok. Lên cầu nha mọi người. Dạ. Đây là cái km số 36. Nhiêu? 36. 36 hả? 36. Cầu Thành Trung. Cầu Thành Trung, km số 36 nha. Ok. Còn một cái công viên nữa nha. Ô, đẹp cháy. Siêu to khổng lồ. Thời tiết thì là ẩm thấp. Tình hình là như là sẽ nóng đấy. Yeah. Ok. Hello mọi người, chạy tới km thứ 6 thì trời nó bắt đầu sáng. Đây, km thứ 6, trời bắt đầu sáng. Ở Đồng Tháp thì giờ này nhiệt độ cũng tầm chắc khoảng 28 độ, ẩm hơi cao. Cho nên là chạy cũng khá là mệt nha. Chạy dọc ở cái đường dân này thì quăng nhiều lắm.
đây có làm cái canh cái tiếng các kiểu thì chắc phải vô làm tô. Quý vị đang nghe chương trình từ sáng của đài phát thanh truyền hình Đồng Tháp tiếp theo lòng quý vị hôm nay vô làm tô quá. Đường à, đường chạy ở Đồng Tháp cũng khá khá là giống giống các bạn. Năm sản nghiệp đang từng bước tiến bộ trên thế giới, chúng ta cũng đã có một số loại năm sản chiến lược thị phần lớn như gạo, cà phê. Ở dưới đây còn lo phường ghê, lo ông chồng. Trong lĩnh các chiến lược lòng tin của người tiêu dùng là năm sản nghiệp khẳng định giá trị bền vững của mình. Thế mọi người mới vừa chạy qua nguyên cả một cái vườn chuối xoài, đang vườn xoài. Wow, xoài khá là nhiều trái nha. Chạy vô trong vườn, đi đường vườn mọi người. Xoài quá trời xoài. Vườn giờ này còn mát lắm. Được 8 km rồi mọi người. 8 km. Không phải trường hợp nào cũng nên nhờ bệnh viện tuyến cuối. Sẽ gây quá tải không từ. Cái đập nước cao quá trời này. Đập nước. Cống kén tường. Cống nước này. Wow. Cống nước lớn quá. Cống nước chảy ra đây. Bữa sau nước quá trời mà chảy ra giường không có gì cái gì. Cống nước này chảy ra cái giường. Ở vô cái đường của nhà dân hay quá. Tới cái trạm tiếp theo rồi. Dạ con, đi con, đi con. Bà, lấy cho em một cái suối đi bà. Dạ cái này là tiền giả đúng không? Cái tiền giả. Dạ đây. Dạ đi thêm trạm em hiện tại đang không có, mình đi gặp tiếp nhé. Bà dạ. Bỏ đâu rồi? Dạ, cái này khổ rồi. Không khó không, sao quăng được. Đừng rác thôi. Dạ. Mình sẽ cài thôi. Nước đâu nước. Mày cái ăn cái bánh bao không là xỉu. Xin nước. Dạ mình có y tế không? Dạ mình có y tế không? Không, đi đáng em nhé. Yêu em khi còn thơ yêu cho đến khi em mong mày gần đau bệnh đau. Em quay anh đau cày bên em luôn luôn. Phải không? Cố gắng lên. Chừng đạo quá không? Mấy em chạy chạy trước rồi. Miền Tây đẹp quá ha. Dạ 21 anh. À, 21. Đức nó đua lên trên rồi. Trường đâu? Trường chạy 42. Ủa trường chạy 42 hả? Tới đâu rồi? Em biết nữa. Ủa gà hỏi trường đấy thôi. Để đi phân chi văn coi. Nửa đường đặt ngay cái chùa luôn nha mọi người. 10 km đặt ngay cái chùa luôn. Ơi 10 km đặt ngay cái chùa. À, ý là ta kêu là cố lên đây đừng thôi vô chùa đó. Hay quá. Đây 10 km ngay cái chùa luôn nha mọi người. Yeah. Đây chùa. Làm quê.
phim vàng. Phòng tháp đây có còn bao la luôn. Hello. Cống ngang cho đám xì. Ôi, thắng nghe gì đi. Thắng, ủa hai anh. À vậy hả? Anh có biết là 10 năm rồi mới gặp lại được anh không? Anh Hiếu mà biết à, anh Hiếu mà gặp anh mới mừng lắm. Anh Hiếu bữa dài nói là để qua bên quán của anh là mà mấy em có anh rồi. Anh Hiếu ở gần chỗ mình chạy á. Thấy em Hiếu không? Cô làm quá trời. Dạ. Hôm qua mấy anh em đi vô trong cáo vòng để khánh thành cây cầu. Thì eo lớp mỗi giống là cả lớp. Trời già. Dạ ba. Mỗi người cũng mấy tình ngàn kia hả? Bữa bữa anh cũng có thật 70 triệu. Thôi bả làm cây cầu với Bến Tre á. À Bến Tre hả? Ừ. Hôm bữa đây chạy dọc cái bờ sông này. Dọc cái bờ sông. Đây là 3 km cuối cùng. Wow, quá wow. 3 km cuối cùng nha. Chỉ còn mỗi có cái việc là đi thôi. Chứ chạy hết nỗi đau quá. Cái dây chằng bắt đầu nó hành hạ rồi. 3 km cuối cùng thôi. Hello. Ba km nữa thôi đúng không? Rồi tiếng nữa là mày đóng chốt. Ok không? Ok mà đúng không? Chạm cuối cùng, chạm này chạm 19 đúng không em? Chạm 21 rồi ạ. Rồi, bán cho ly nước ế đi. Bay à, điện giải đi em. Bán cho ly điện giải ế đi. Thôi, bánh nó chạy lắm anh, không ế. Anh nghĩ giờ này chắc ế quá. Không, giờ này đâu quá. Ok, chúc bán mùa mài bán đắt. Quá mấy chú ngoan đứng ra còn nghiệp quá chạy mấy cái kia đứng đây à. Bước lên đây cái phút nữa thôi rất là đẹp mắt. Wow, như vậy là bé Phương Linh đã tìm được gia đình của mình rồi ạ. Không sao, trả về được với gia đình là tốt rồi ạ. Đó, cậu ba, chú năm, cô tám, anh chín,
nguyên xóm luôn. Và công chúa trời bồ đã về đến rồi. Chúc mừng em. Nữ hoàng của bổn của tôi. Nữ hoàng của bổn đã về. Đó, vừa chạy vừa đem theo cái loa để vừa chạy vừa lắp đó mọi người. Xin chúc mừng anh 10197. Dạ. Dạ rồi. Anh Vũ ơi, em sẽ nghĩ là nếu như mà em tham gia chạy thì em sẽ lùi lại cái phần nhau của cosplay đó. Đó là ông Vũ. Nhưng mà anh nghĩ với cái size đại đó thì không vừa với em đâu. Nó sẽ tụt luôn hết đó. Dạ rồi. Thiên ơi. CEO Runner. Vâng, một người anh từ đây đến từ CEO Runner. Là trong hội nhóm đây là toàn CEO chạy bộ đúng không ạ? Xin chúc mừng ạ. Ủa, cô bé hoàng thanh đỏ, tại sao lại xuất hiện một lần nữa? Con cô bé hoàng thanh đỏ sau khi đã hoàn thành bình thường của mình thì đã quay lại. Yeah. Thành các cự ly thi đấu theo đúng thời gian quy định của ban tổ chức sẽ được nhận một huy chương chứng nhận thành tích. Đây là giải marathon lần thứ 2 được tỉnh Đồng Tháp tổ chức, tạo sân chơi cho các vận động viên trong và ngoài nước tham gia. Ok, con em. Ok, 21 km nha. Con là 21 km rồi. Thank you. Cuối cùng cũng đã về được tới nhà nha mọi người ơi. Yeah. Về được tới nhà. Chúc mừng anh nha. Chúc mừng nhau nha. Còn đúng 5 phút nữa. Rồi. Ủa quên cái nhà ấy đâu? Nhà đi. Cái nhà mà ngâm đá đó. Thì thế hả? Nhà đá kia. Đây, đi vô cây ngâm đá. Giờ chỉ đi đi ngâm đá thôi. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi tới đây nha. Hết sức xin cảm ơn. Và hẹn gặp lại một cái clip tiếp tục ở Bến Tre. Bến Tre. Dạ. Bến Tre. Thank you. Xin chào. Xin chào. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.